Bộ Y tế vừa phê duyệt kế hoạch tiêm miễn phí vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1 cho đến 14 tuổi trên cả nước và sẽ bắt đầu triển khai thí điểm tại một huyện của mỗi tỉnh thành từ tháng 9 tới. Theo đó, trước mắt mỗi tỉnh thành sẽ chọn một huyện để triển khai tiêm thí điểm và rút kinh nghiệm. Chiến dịch sẽ chia thành 3 đợt. Đợt 1 từ tháng 9 đến tháng 10 tiêm cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Đợt 2 từ tháng 11 đến tháng 12 tiêm cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi. Đợt 3 từ tháng 1 và tháng 2 năm 2015 tiêm cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi. Theo Bộ Y tế, chiến dịch này sẽ góp phần làm giảm gánh nặng của bệnh rubella, góp phần quan trọng để nước ta đạt mục tiêu thanh toán được bệnh sởi vào năm 2017 và rubella trong tương lai. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm trên toàn cầu có khoảng 110.000 trẻ em sinh ra mắc hội chứng rubella bẩm sinh. Ở Việt Nam, từ năm 2004 đến 2011, liên tục ghi nhận các vụ dịch rubella với tổng số trên 3.500 trường hợp. Trong số các trẻ mắc hội chứng rubella bẩm sinh, có tới trên 90% trẻ mắc các dị tật phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe.